Hello và chào mừng các bạn đã đến với channel game của tôi. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục chơi Cyberpunk 2077 nha các bạn. Các bạn ơi, thì lần trước sau một cuộc trốn chạy, sau khi mình đã ăn cắp cái con biochip thành công thì người bạn sát kiên của mình đã thọ thương và đã qua đời vì trúng đạn quá nặng. Thì sau khi đó thì người bạn sát kiên của mình đã cắm con chip biochip vào cái bộ não của mình để hòng lưu giữ lại được trước khi mà đem về cho thằng Dex. Sau khi mình đã đem về gặp thằng Dex thì thằng Dex nó chẳng những nó không có trả mình 30% như đã hứa mà nó còn bắn chết mình. Thì hiện tại là cái con biochip nó đang cắm trong đầu của mình, thì mình là một cái xác chết người máy. Thì bây giờ là cái con biochip nó mang bộ nhớ của một cái thằng đàn ông nhân vật khác. Thì bây giờ là mình đang là nhân vật đàn ông đang hồi tưởng lại những cái ký ức ngày xưa. Cái này là thời điểm trước năm 2077 nha. Thì bây giờ là mình sẽ hoàn thành cái mod ký ức này các bạn. Thì bây giờ nếu các bạn thấy video này hay thì cho mình một đăng ký, một like, một comment nha. Rồi bây giờ chúng ta đi kiểm tra ký ức của cái thằng đàn ông này thôi. Mình thấy được nhân vật của mình rồi, bây giờ mở cửa này nha. Bây giờ nó kêu mình hay đi về sân khấu mà. Hello, chào anh bạn. Ở đây là một cái sân khấu để mình xem coi mình phải làm gì nha. Chụp micro. Wow, trong quá khứ là thằng này là ca sĩ à? Hôm nay tôi đến đây để tạm biệt tất cả mọi người. Cầm súng mà hát luôn à? Ô, cầm đàn. Rồi là chuyển qua một cái ký ức khác rồi hả? Nãy mày mới lên sân khấu mà. Hello. Wasting your lives following us around like dogs. Tụi bay đang phí phạm thời gian, tụi bay đi theo tao như một con chó. Mấy đứa này toàn là tay sai của bọn giang hồ. Có thể tay sai của mình hay sao? Mình cũng không biết là cái bản thân của cái thằng này như thế nào, nhân vật của mình đang chơi như thế nào. Bởi vì nhân vật này nhân vật ký ức trong cái con biochip đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp nha. Mày đừng thay đổi, mày phải thay đổi đi. Mày có thể thay đổi được ý định mà. Because you've always been a fucking pussy, kid. Offer you one piece of advice. For old times sake, stop being one. Time to bring on the future. Như vậy là cái thằng này có thể là nó đang từ bỏ, nó đang giải nghệ. Bởi vì nãy là nó đang... nó tạm biệt cho mọi người rồi. Ok, mình sẽ vào trực thăng thôi. Lại sang một cái màn ký ức khác nữa rồi. Mình đang phân vân, nhân vật của mình là nhân vật nữ đầu tiên. Mình không muốn nó chết dễ dàng vậy được. Mình chỉ hy vọng đây là ký ức của cái nhân vật trong cái con biochip đó thôi. Mình hy vọng là nó sẽ nhớ lại một lúc đó. Sau khi mà nhớ xong thì mình sẽ được ai đó cứu. Tại vì trong xã hội này là rất là nhiều cái công nghệ tối tân nó có thể cứu được các bạn. Người chết nó có thể cứu sống được. Bởi vì toàn bộ những con người ở đây bằng máy móc hết. Bây giờ cái trực thăng này nó có trang bị cái súng nè. Mình nghĩ là nó có thể đụng độ hoặc là có một cái cuộc xả súng trên không. Bây giờ là mình đang chờ cái chiếc trực thăng hạ xuống. Wait for the helicopter to descend. Cái gì đây?
À, vậy là mình phải đỏ súng với tụi này à. Băng này là băng nào đây? Oh no my god. Má nó bắn quá. Bây giờ mình phải chụp súng mình chơi nó lại. Ôi da, mình bắn mấy này các bạn ơi. Tiêu diệt cái bọn này. Các bạn lưu ý thì cái phần game này là mình phải bắn cái thằng này trước các bạn, sau đó mình mới bắn mấy cái trụ súng máy. Tại vì mình nghe nói là nếu mà bắn cái trụ súng máy trước thì cái game này nó sẽ bị lỗi là nó không, mình không có tiếp tục cái nhiệm vụ này được. Rồi. Rồi còn nào nữa không? Nó cũng bắn mình lắm các bạn ơi, còn một thằng này. Chết rồi. Rồi mình sẽ bắn với trụ máy nè. Rồi nó bắn mình cũng hết gần hết máu rồi nha. Rồi xong rồi. Tụi nó chết rồi. Bây giờ mình phải chờ cho cái trực thăng mình hạ cánh xuống. Rồi mình phải nhảy nha. Bây giờ mình sẽ chạy khỏi các bạn ơi, mình sẽ trốn khỏi chỗ này. Mình sẽ đi theo nhân vật này nha. Chúng ta hiện giờ đang có một cây súng. Má nó đứt chân luôn rồi. Có một cái súng một tay thôi. Handgun. Hiện tại là nhân vật này không có cái chế độ scan như là nhân vật nữ của mình đầu tiên nha các bạn. Mình scan cánh cửa này không được nè. Jesus, Johnny, you've gone off the deep end. That's coming from a chair jock. He wants me dead. Okay, nó mở cửa được rồi nha. Bây giờ chúng ta đi vào thôi. Ôi da, cái thù. Headshot mày. Mấy thằng này nó không có đạn đây, bắn nó không có rớt đạn cho mình. Ồ, má súng này cũng mạnh quá chứ. Now I'm pissed off. Ôi. Đồ, súng ngon. Đây có thể là một cái giấc mộng như đó các bạn. Ê, đây nè. Trong mấy cái game á, thường thường nó có một cái mod đi vào ảo giác, cũng giống như là cái mod mà giấc mộng đó, cũng như Far Cry đó. Trong Far Cry thì nó có cái vụ mà uống xì ke ma tí vô là bị ảo giác, xong rồi đánh nhau trong cái cơn ảo giác đó luôn. Còn đây cái chế độ này cũng khá giống như vậy đó. Giờ bỏ bơm vô đây hả? Đặt bơm vào đây rồi bỏ chạy. Rồi đi chạy ra ngoài á. Bây giờ bỏ bơm vào đó rồi giờ bắn vô một cái dây cáp nó sẽ nổ nha. Được chưa? Not done yet. Still need to feed this to their subnet. I fucking knew it. This was never about corporate colonialism. This was about your groupie output, wasn't it? No, you wouldn't understand, Rogue. Giving you four fucking minutes. Theo Rogue, bây giờ plan giờ mình phải nói chuyện, nói với cái nhỏ này về kế hoạch của mình. Arasaka sons of bitches incoming. Love you, Spider. Bây giờ chúng ta phải tìm một cái điểm truy cập vô mạng nha. Bây giờ tìm điểm truy cập là điểm nào đây ta? Đây là chỗ này nhá. Ơi này quá trời đông rồi.
headshot. Headshot một tên nữa. Ơi, tên kia kìa. Xong một tàn. Ơi, đây. Ồ, súng này bắn ngon quá. Tiếc quá, súng nó lụm không được tao ơi. Mình không lụm súng của nó được. Giờ lên đây coi. Có cái điểm di cập nó nằm đâu. Đây rồi. Ôi! Quá đông rồi, má rồi. Ồ, má nó có súng shotgun dài kìa. Ủa, điểm truy cập nó nằm trong đây hả? Phải không ta? Closing in on the access point. Slide in. Sweet icebreaker. Foreign, right? Bây giờ đang tải con virus vào hệ thống mạng của nó. Nói chung là nhân vật trong quá khứ này cũng là thuộc dạng khủng bố. Cũng là đi phá hoại nè. Thanks, Murph. Now, just for good measure. Holy cyber cow. We're on TV. Take a look. Turn now to Arasaka Tower. Its evacuation ongoing after an unidentified terrorist organization released a manifesto threatening violence. The terrorists stating their desire to, quote-unquote, topple a monument to corporate colonialism. Night City's mayor, Imbole Ebunike, has issued a statement declaring that he will bring the full force of the law to bear in response to any act of terrorism. Going now to our reporter on the scene at Arasaka Tower. Hopefully he can shed some light on the situation as events unfold. All set. Now get out of there. Ok, coi như là upload của virus vào hệ thống mạng của cái tòa nhà được rồi. Bây giờ mình sẽ đi quay lại cái chỗ cái tầng nóc nhà nha. Oh no. Mình bị bắn rồi hả? Trời đất ơi, đại ca tới rồi. Đù. Coi như là cái băng này chống khủng bố. Chết mẹ rồi, thằng này nó bụi con quá. Rồi, coi như là chết rồi các bạn ơi. Chưa chết hả? Năm này là năm 2023 nha. Là trong quá khứ của cái game của mình là 2077. Rồi, mình lên được máy bay rồi các bạn. Ôi, đừng buông tao chứ. Bắt được súng nè, lụm súng đi. Johnny boy, told you I'd end you someday. Coi như là bị trọng thương rồi các bạn. Rồi cái màn hình nó bị nhiễu vậy là mình trọng thương rất nặng rồi. Chắc chết rồi đó. Đang vận chuyển xác mình lên xe. Let us try once more. You associates. Nó đang điều tra băng nhóm tội phạm của mình. Can I give a good cop over there a chance to say something? Come on. Nó đang bức cung mình, nó đang hỏi là mày có đồng lõa nào khác không? Which terrorist organization do you belong to? Tổ chức khủng bố nào? Mày thuộc về tổ chức khủng bố nào vậy? Hey, Gramps. I know you. Nó biết ông già đó à? Để tao. Vậy là kêu hai thằng này ra. Vì chồng của nó đã chết trong một cái tòa nhà đó ạ.
Có những số mệnh còn tồi tệ hơn cái chết nữa. À vậy là nó lấy con chip từ bộ não của cái nhân vật này các bạn, cho nên là khi mà cái con chip vào não của mình đó thì mình sẽ có cái ký ức của nó. Rồi coi như là nó đã giết cái nhân vật nam đó rồi, nhân vật nam trong 2023 rồi, thì sau đó nó mới trích ra cái con chip sinh học đó và có mang cái bộ nhớ của thằng đàn ông đó. Thì bây giờ giống như là hai linh hồn đang gặp nhau, mình sẽ tìm cái tiếp cận cái nhân vật đó, cái người lạ đó, tức là cái người nam hồi nãy đó, người nam trong quá khứ đó. Hello, mình sẽ tiếp cận nó nha. Ê, chào. Ủa nó đâu rồi? Cái này là trong cái không gian mà của người chết đó các bạn. Cái nhà sản xuất game nó sẽ tưởng tượng được cái không gian của người chết là như thế này. Rất là mơ hồ. Cái gì cũng không rõ ràng hết. Đây mình thấy rồi, nhân vật đó đằng kia. Ủa nó đâu nữa rồi? Ủa nó đâu rồi ta? Mình phải đi kiếm nó coi. Đây đây nè. Ôi, no, nó ra ngoài rồi. Ở đây có một cái lối đi. Nhưng mà tối đen của mình không thấy được. Bây giờ là nhân vật chính của mình đi kiếm cái thằng coi như là giống như cái hồn ma trong quá khứ này các bạn. Xin chào. Mình là Vi nè. And you. Who are you? Mày là ai vậy? System reboot. Như vậy có nghĩa là cái cơ thể của mình bắt đầu sẽ có thể khôi phục lại được các bạn. Wow. Vậy là sau khi nhân vật của mình bị cái thằng Dex nó bắn một phát là nó xô xuống cái vực thẳm luôn các bạn. Mình bị rất là nhiều cái phế liệu nó đè lên. Bây giờ mình quay trở về thực tại là năm 2077 nha. Mình vẫn chưa chết. Nhưng mà rất là yếu, tình trạng rất là yếu. Tại vì cái tầm nhìn của mình nhiều hết rồi. Bây giờ là năm 2077 đây. Lúc 4:40 sáng. Mình cố gắng mình bò khỏi cái đống rác này kìa. Cố gắng vượt qua, cố gắng bò lên nào. Đồ ma, cái thằng tó đó kìa. Cái thằng lừa đảo nó hứa là sẽ cho mình 30%, ai dè mình đem về con chip sinh học về nó bắn mình. Coi như nó muốn thủ tiêu mình luôn các bạn. Ngoa, cái thằng mập da đen này chơi không được rồi. Ai đây, có một thằng Nhật Bản đây nữa. Nó nói mình nặng hơn. Listen, dog. I have done exactly what you asked. So let's you and me figure this. Chết mẹ mày rồi, trời ơi, ngon. Mày dám chơi chiêu với tao hả? Mày bị người khác chơi chiêu lại rồi.
Cảm ơn anh ấy nha. Tôi đã tìm thấy kẻ sát nhân, kẻ đã giết cha cô à. Giúp tôi với. Chết mẹ rồi, sao nó quýnh mình nữa rồi. Cứu mình xong sao lại đánh mình. Coi như là mình vẫn còn đang tỉnh các bạn, mình vẫn chưa chết nha. Thì cái thằng mập đó coi như là bị tiêu diệt rồi. Mày dám chơi chiêu với tao hả mày? À, nó cho mình cái thuốc trị thương. Ok, như lúc này cảm thấy khá hơn các bạn. Sau khi chích thuốc này vô thấy cái tầm nhìn nó rõ hơn. Oh no, fuck. Thằng nào đây? Má, thằng này có cái băng đối lập ám sát mình. Chết mẹ rồi. Chết mẹ mày, mày dám đi theo. Đi với mày. Đi. Trời ơi, trời ơi, đi với em. À. Mẹ mày, mẹ mày. Trời ơi, bắn hoài không chết ta. À, nó bắn trả lại mình kìa. À, mình bắn thằng kia mới đúng. Ô. Má ơi, ghê quá. Hơn phim hành động nữa. Nhìn nó còn đuổi theo nha. Ê, no, no, no. Má nó đuổi theo. Mẹ này, nó bắn quá rồi, làm sao đây. Tí mẹ mày. Rồi, nó banh sát rồi. Ho ho. Chết mẹ mày chưa. Ô, fuck. Dữ không? Trời ơi, trời, sao ăn không được vậy? À, thằng này liều mạng quá. Trời ơi, trời. Tỉ với mẹ mày. Tỉ với mẹ mày. Xong hết đạn rồi. Ôi, trời, chết mẹ rồi. À, thằng này nó sống dai vậy? Rồi, xong luôn. Chết chắc rồi đó. Tông ném vô cái cột đèn rồi. Don't you dare faint again. Nó hỏi mày dám xỉu một lần nữa không? Sao nó chết ngắt gì vậy? Hay mở mắt ra đi. Giờ lại đấm thằng đó một đấm nữa cho nó chết mẹ đi rồi. Chết mẹ mày đi. We both could use medical attention. Do you know a Ripadoc whom you can trust? Tôi nhớ ông là ở Kobeki Plaza. We must get to Ripadoc quickly. Victor có thể giúp chúng ta. Victor là cái thằng chuyên gia sửa thân thể mình đó các bạn, là coi như thằng cứu sinh đó. Chúng ta phải đi gặp thằng Victor nhanh lên. Bây giờ chúng ta sẽ phải gọi cái xe Dolamen. Dolamen tức là xe tự động rồi. Chết mẹ rồi, nó nói mình ngoài dùng phục vụ rồi. Không được, mày phải đến giúp tao. Of course, a vehicle is en route. It should arrive in less than 20 minutes. Rồi, 20 phút nữa nó sẽ tới. The personal link is damaged. Please proceed to insert the jack below the ear, though not too deep. There should be auxiliary neurosockets between her lymph nodes. Rồi, cuối cùng thì mình cũng được cái xe tự động
The Lamen nó rước rồi các bạn. Thì hy vọng là mình sẽ đến nơi cái thằng Victor nó sẽ giúp mình, nó sẽ khôi phục lại những cái tứ chi trên cơ thể mình. Hiện tại là tình trạng sức khỏe rất là xấu, mình thấy là cái tầm nhìn mình đã bị nhiễu rất là nhiều. Hình như là tới chỗ này là tới chỗ thằng Victor chưa nè. Mệt quá rồi, không có đi nổi nữa rồi. À, vậy là mình đã tới văn phòng làm việc của thằng Victor các bạn. Bây giờ thằng này nó sẽ giúp mình tái tạo lại cơ thể nha. Có vẻ như là tình trạng sức khỏe của mình đã khá hơn rồi các bạn. Mình suy nghĩ là vậy. Mình thấy mình đã có cái tầm nhìn rõ hơn lúc nãy rồi. How is she? Cô ta khỏe không? Slower on the men than you, but looking better every day. Có vẻ như là đỡ hơn. Vì à, cô có trong đó không? Ôi cái đầu của tôi, đầu tôi nhức quá. Bây giờ là thời điểm 6 giờ 49 phút chiều năm 2077. Tao thấy cái chuyện tào lao. Chắc là có thấy ảo giác phải không? Miêu tả đi. Ánh sáng gây mù lòa, âm thanh thật to lớn và ở trên sân khấu và hầu như là không thể thở được. Một đám người đầy giận dữ. À, đó là thấy ký ức của cái thằng kia. Sau đó ta rời đi tất cả một cái micro và ta nhận ra rằng và hứa sẽ không cười và đặt một quả bom ở tòa nhà Arasaka. Ở đó không có gì để cười cả. Và sau đó bọn nó muốn giết ta. Chưa từng thấy lúc nào sợ như lúc đó. Đó là cái ký ức của cái thằng trong quá khứ đó các bạn. Cái đó không phải giấc mơ đâu, đó là những cái bộ nhớ đó. Do tính cách của nhân vật khác đang ở trên cái thẻ nhớ đó. Làm sao mà có thể như thế được? Hai người đang kết nối lại thành một đó. Tôi và ai? Vic, người khác là ai vậy? Đó, người khác là Johnny Silverhand, là một tay khủng bố. Dù sao đi nữa thì chuyện đó cũng không quan trọng lúc này. Nói vậy thì sao? Vậy thì cái gì quan trọng? Cái con biochip đó, cơ bản nó là một cái quả bom. Nó được lên dây cót rồi. Không còn nhiều thời gian đâu. Silverhand's construct is overriding your consciousness. Thằng Silverhand nó sẽ cài đè cái bộ nhớ của cô và dần dần sẽ chiếm trọn thân xác của cô đó. Vậy là khá nguy hiểm mà ta. V, it's important you get all this. Rất là quan trọng nếu mà cô hiểu được điều này. Anh sẽ giúp tôi sửa nó không?
Believe me. Tin tôi đi, nhưng tôi sẽ cố gắng. It's way beyond what I know how to do. Nhưng mà thật sự điều này là ngoài khả năng của tôi. Anh là người giỏi nhất mà, tại sao không giúp tôi được? You want the long story or the short? Muốn câu chuyện này dài hay là ngắn? Vậy là tôi phải chết hay sao? Tôi phải chết à? Ý là như vậy. Chứng minh điều này đi. Thằng Dex nó đã bắn cô đúng không? Cái viên đạn nó đã bắn vô cái khe con chip của cô. Và sau đó con biochip nó đã làm cô sống dậy. Và bắt đầu đăng nhập dữ liệu vào. That needed to be filled by the engram it was carrying. But I'm right here. All of this is me. Nhưng mà tôi đang ở đây mà, tất cả những cái thân thể này là của tôi. Nhưng mà cái thẻ nhớ nó không đọc được, nó chỉ viết thôi. Rewiring your neural pathways, building new neural structures, doing away with the old. From where the shard's sitting, you, what's left. It's all a tumor that needs to be excised. Vậy thì bây giờ mình làm gì bây giờ? You've always come through for me. There's nothing you can do to help me then. Nếu mà anh không làm gì giúp tôi được, thì hãy nói cho tôi nghe. Tell me. Tôi nên làm cái quái gì đây? Pick. I wish I knew, kid. Tôi ước gì mà tôi biết được. Misty. Vậy là tình trạng này là khá là căng rồi các bạn ơi. You're asking too much from an old timer like Vic. Cô hỏi anh ta nhiều quá. Let's get you home. Thôi lên nào Vi, chúng ta về nhà đi. And then he died. And I thought I was gonna die. With him in my sleep. Rồi vậy là nó đưa mình về nhà rồi các bạn ơi. Coi như là tình hình hiện tại là khá là căng đó. Coi như là mình đang bị gắn cái con chip biochip của một cái thằng khủng bố mà trước đây nó đã bị bắn chết rồi. Nhưng mà cái bộ nhớ nó vẫn còn sống và nó đang cố gắng cày đè cái bộ nhớ của mình và nó chiếm lấy cái thân xác của mình nha. Nếu mà mình không có dùng biện pháp nào để mà trừ khử được cái việc này. Coi như là hiện tại là mình giống như bị một cái chứng bệnh là thần kinh phân liệt đó. Một cái con người mà có hai tính cách. Thì mình không hiểu là khi nào cái thằng nhân vật đó mới xuất hiện trong tính cách của mình nha. Và cái việc này nó sẽ tạo nên một số vấn đề lớn trong những phần tiếp theo. Got one more thing for you. Nó cho mình cái gì đây? Vic pulled this out of your skull. À, cái này kéo ra khỏi từ trong cái trong đầu của mình đây hả? Promise you'll try to get some sleep. Rồi cố gắng ngủ đi. You're lovely, Misty. Thanks. Chị rất là đáng yêu đó Misty à, cảm ơn chị. Tạm biệt nha. Hãy mơ những giấc mơ bình yên nhé. Ngủ thôi. Mình đã quay về căn hộ an toàn của mình rồi các bạn. Coi như là cái cô phụ tá của cái anh bác sĩ Victor đã đưa mình về đây. Nó nói là nó lôi cái cọng dây này trong não mình ra đó. Đây rồi, đây là cái nhân vật, cái hồn ma khủng bố đó các bạn. Nó theo nó ám mình. Tao rất là sai lầm bởi vì để cái con biochip nó vào não của tao. Để cho mày theo mày ám tao. Mày cút đi. Sao mà vào đây được? Where
we even talking? How the fuck should I know? The fuck kind of joy toy are you supposed to be? Fucking ghost off! Mày là một con ma, mày biến đi khỏi nhà tao. Thôi bây giờ mình đi khỏi. Ơ dạ, pop. Chụp mẹ mày rồi, mày quấn tao. Who you work for, start talking. Nó hỏi là mình làm việc cho ai. Fuck. Ít con mẹ mày. Mày là hồn ma, mày biến khỏi nhà tao. Fuck. Fucking chip. Cái con chip khốn nạn đó. Rip the thing out myself. No, wait. Nó nói là nó sẽ kiểm soát được mình. Nó nói là nó sẽ tìm cách các bạn ơi. Tìm cách nó kiểm soát được thân thể của mình. Mày đừng có mơ. Tao sẽ tìm cách tiêu diệt hồn ma của mày. Éo mẹ giờ nó xuất hiện trong nhà mình luôn rồi. Ồ, má nó không cho mình uống thuốc nè. Ui da. Éo mày làm gì quýnh tao. Thằng khốn này. I'm like mold on fruit creeping into you. Nothing I can do about it. Bây giờ mình phải uống cái thuốc này, mình mới không thấy cái hình dáng của thằng này các bạn. Mình phải bò tới mình lấy thuốc. I'm out there somewhere. Gotta be. Ok, xong rồi. Biến đi mày. Fuck me. Coi như uống cái liều thuốc an thần do là cái bóng ma thằng đó biến mất. Không thôi nó lên nó ám mình, nó đòi nó kiểm soát cái thân xác của mình. Oh, nice. Mình cố tình mình chọn là nhân vật của mình là nhân vật nữ lúc mà đầu game các bạn. Tại vì nữ nó hấp dẫn hơn. Rồi ok, thì bữa nay là mình tới đây thì mình tăng được mấy kỹ năng nè. Bây giờ mình sẽ vô mình tăng kỹ năng của con người mình coi. Tăng kỹ năng technical ability, khả năng kỹ thuật đi, tăng lên. Rồi mình tăng kỹ năng thông minh nè. Kỹ năng thông minh thì nó cho mình là phá mấy cái thiết bị điện tử nè, hack mà. Đó. Kỹ năng body handgun nè. Hết rồi hả? Ok, vậy thường vô mình tăng từng cái một. Cái kỹ năng này tháo gỡ phụ kiện. Ok, kỹ năng này nữa. Kỹ năng này những cái vật linh tinh nó sẽ tự động bị tháo gỡ. Còn kỹ năng khác. Unlock the mask. Vulnerability diamond. Không. Praised. Cái này tăng được cái số tiền mà mình kiếm được ở trong mấy cái máy điện tử mà mình hack được nha. Ok. Ok các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ tạm dừng video tại đây nha. Mình hy vọng là các bạn đã hiểu rõ cái câu chuyện này. Và nhớ ủng hộ cho mình bằng cách cho mình đăng ký, like, comment nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Goodbye.